Honda Winner đạt danh số khủng trong tháng 12. Trong tháng 12 vừa qua, Honda Winner 150 bất ngờ bán ra với doanh số 12.000 xe, tăng 4% so với tháng 11 năm 2016 và tăng lên đến 65% so với tháng 7 năm 2016. Tính chung trong 7 tháng bán hàng kể từ đầu tháng 6 năm 2016, tổng doanh số của Honda Winner 150 đạt gần 56.000 xe, tương đương trung bình đạt 8.000 xe một tháng. Đây là mức doanh số ấn tượng với một mẫu container mới ra thị trường và cạnh tranh với đối thủ nặng ký là Yamaha Exciter 150. Với lợi thế giá bán thực tế đang giảm mạnh, Honda Winner 150 có mức doanh số tăng liên tục từ tháng 8 đến nay. Theo tìm hiểu tại khu vực Hà Nội, giá của Honda Winner 150 hiện đang ở mức rất thấp, dao động từ 37,5 đến 38 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất từ 7 đến 8 triệu đồng. Trong khi khách hàng vẫn được tặng đồng hồ V-Shock trị giá 4 triệu đồng. Honda Winner 150 được ra mắt thị trường Việt Nam hồi đầu tháng 4 năm 2016 tại triển lãm xe máy Việt Nam 2016 nhằm cạnh tranh trực tiếp với Honda Exciter. Xe được bán tại thị trường vào đầu tháng 6 với hai phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Giá đề xuất của Honda Việt Nam tương ứng là 45,5 và 46 triệu đồng, nhưng liên tục loạn giá, có thời điểm lên đến 55 triệu và cũng có thời điểm giảm xuống chỉ còn 37,38 triệu đồng. Trái tim của Honda Winner 150 là động cơ chuyên dụng cho xe thể thao cỡ nhỏ thế hệ mới, phun xăng điện tử BCM SE 150cc, DOHC 4 kỳ, cylinder, làm mát bằng dung dịch, cho công suất cực đại 15,42 mã lực tại 9.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 13,5 newton tại 6.500 vòng trên phút.